Đấy, chào tất cả các bạn nha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Thì hôm nay mới dọn xong hai con quái khí nén các bạn ơi. Hai con Hitachi ha, một con một ngựa và một con ba ngựa ha. Thì con một ngựa đã lên 220 rồi, con ba ngựa hiện tại đang là 3 pha 200V. Thì anh em nào có nhu cầu một pha thì con đó mình xuống một pha luôn cho anh em nha. Thì điểm sơ về con một ngựa trước đây anh em. Một ngựa thì con này đời rất là cao luôn, cặp tay hợp nha anh em. Cặp tay hợp motor lá luôn ha. Con này là 0.75kW Hitachi. Nói sơ luôn ngoại hình của nó thì mình đã dặm sơn nhẹ ra rồi ha. Tại cái đầu này nè, đầu này thường về là nó chốc sơn, lý do là nó bằng nhôm. Nóng lên nó chạy nóng là nó chốc cái này ha, mình đã dặm sơn lại hết rồi. Rất là đẹp ha. Đây, 0.75kW nè, 9.5V6 ha. Đó, Hitachi Tokyo. Tokiko. Đó. Con này thì tem mạc nó in hết anh em. Mình chỉ dặm sơn sơ sơ mấy chỗ mà nó ấy thôi. Đó, cái đầu này nè. Dặm cái đầu này thôi nè anh em. Đó. Chứ cái nắp cặt te, cái nắp chụp này thì mình làm thôi. Con này thì ngoại hình anh em nào mà xài nhỏ nhỏ gia đình ở nhà mà xịt bụi hay là lâu lâu đem ra phun sơn đồ ở gia đình thì rất là ok ha. Nói chung là hàng Hitachi thì quá đỉnh đi ha. Đó. Để quay một vòng, quay thông tin của cái bình. Đây, cái bình này thì 38 lít nè anh em. Đó, áp nó được lên được 10.05 MPa là khoảng 10.7 kg á. Đó, 10.7. Ha. Đó, tem nó đây. Con này đời rất là cao luôn, đời 2000 nha. Mới lắm. Ừ. 2004 rồi. Đây, cái tem led của cái bình ở đây 0.75 kW đây nè. Đây đó ha. Tay hợp nha anh em. Đó. Ngoại hình sơ ngoại hình. Rồi sau đây mình sẽ test cái máy chạy cho anh em xem ha. Rồi kim điện vô điện 1 pha 200V nha anh em. 1 pha 200V. Test đi. Kim đi, kim đi. Ha. Chạy sạch sạch anh em. Rất là im. Mình ngồi cách chưa được nửa mét nữa anh em. Đó. Nói chung là anh em nào xài gia đình mà thích cái dòng Hitachi mà cho nó không ồn ào thì mua cái con này ha. Con này thì chạy rất là im. Ha. Rất là im luôn. Gọi là siêu im. Anh em thấy nè. Hơi lên ha. Được 7kg rồi. Thì hồi nãy thì nó đang là 5-6kg vậy đó. Ha, 5-6kg gì đó thì nó chạy lên, thì anh em đợi nó khoảng 9kg nó ngắt anh em, 9-10kg gì đó, chạy rất là im, nó là chạy rất im nha anh em. Nước sơn thì mình đã nói như anh em nói ha, dậm nhẹ nhẹ sơ sơ rồi đó. Dậm nhẹ nhẹ là rồi. Ngoại hình thì bình thì nó không mục một to gì hết anh em. Cầm hơi rất là bền luôn. Bên mình thì chuyên bán bao bơm hơi thì anh em khỏi phải sợ đi. Mình dọn về mình dọn rất là kỹ ha. Con nào nguyên thì nó nghiêng, dọn rất là kỹ cho anh em. Hiện tại hơi đang 8kg nha anh em. 8kg ha. Đó. 8kg thì khoảng 5kg nó chạy lại rồi ha. Đó. Ok, test thử xả cho anh em xem. Nó chạy lại nha anh em. Đó. Ok. Thì con này thì phù hợp cho anh em nào gia đình mà làm như làm mộc đê quai, anh em mình để bắn đinh, anh em thổi bụi hoặc phun sơn cái đít là ok. Ha. Rồi, được rồi, okay. Tiếp theo anh em, cái con lớn hơn đây, con này ba ngựa, bình nó 80 lít ha. Con ba ngựa bình 80 lít Hitachi. Con này thì mình cũng dặm sơn là rồi ha. Dặm sơn dặm nhẹ nhẹ chứ không phải dặm nó nước sơn ghim nó còn ha, nhưng mà dặm những cái chỗ nào nó hơi bong bong hay gì đó thôi ha. Mình xả nhám rồi mình dặm lại sơ sơ chứ không phải sơn nguyên con nha anh em. Đó. Thì cái màu sơn thì nó như ghim luôn. Nói chung là mình đã đi pha màu rất là chuẩn luôn rồi nha. Màu anh em thấy nè. Ha, nhìn rất là có duyên ha. Con này thì cái đầu bên trong có đụng chưa? Cái con này thì anh em thấy cái bóng nhớt nè rất đẹp luôn ha. Cái đầu bên trong thì mình cũng chưa đụng gì tới cái đầu bên trong nha. Ha. Bên trong là mình chưa có tháo ra bên trong. Đó.
Cái này thì motor 3 ngựa nha anh em. Đây, anh em nào muốn xuống một pha thì vẫn xuống được luôn nha anh em. Một pha 200V. Rồi thông tin cái bình đây anh em, 80 lít, áp 11kg ha, áp thử nó 17.3kg. Hitachi ha anh em, Hitachi. Tem này tem zin đó luôn nha anh em. Đó, mình chỉ nói chung là có dặm sơn, dặm nhẹ nhẹ thôi anh em, chứ không có nhiều ha. Đây, bình này thì hai đầu nạp ha, hai đầu áp thường 11kg, đồng hồ zin, delerin nha, van xả, van an toàn hai cái zin hết luôn. Đó, cặc te thì phun sơn cặc te là rồi ha, cũng nhẹ nhẹ dặm. Nói chung mình dặm cái nước sơn rất là đẹp rồi, bên dưới nè rất đẹp nha. Đó, rồi ok, test thử đi. Con này thì chạy rất là im luôn anh em, chạy xịt xịt thôi ha. Anh em xài gia đình là chạy con này rất là ok luôn. Xài nào mà anh em nào mà xài sửa xe Honda xưởng hay gì là ok ha, chạy rất là im. Sửa xe Honda là vô tư nha nè. Đó, con xe Honda là con này tới 3 ngựa là nạp hơi cũng khá nhanh ha. Đó, rất là đẹp. Cái bô nó bô gin luôn nha anh em, bô e gin nha. Nói chung là chỉ nước sơn mà chỉ dặm nhẹ ra thôi, còn lại là đẹp ha, đầy đủ đồ gin hết, từ cái motor uly ha. Mười ký vậy đây. Hiện tại mình đang đấu, đang điện gin là 3 pha 200V, mình chạy qua biến tần đây anh em ha. Nên mình chưa có đấu cái đờ le ngắt. Thì anh em nào muốn xài 3 pha 308 hoặc là 3 pha 200V hoặc là 1 pha thì đều được, thì báo mình thì mình báo chi tiết ha. Đó, mình sẽ đấu chi tiết cho anh em. Rồi ok, thì mình nay mới dọn được hai cái, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ ha. Số điện thoại là 0908 5468 nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video ha. Chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.